Còn bây giờ sẽ là tiểu mục cà phê đời sống của chúng tôi. Thưa quý vị, từ một cô gái 19 tuổi đam mê diễn xuất đến nay đã tròn hơn 40 năm làm nghề. Ở độ tuổi 66, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân trông vẫn trẻ trung và miệt mài hoạt động nghệ thuật. Ghi dấu ấn với những vai diễn về người mẹ tảo tần, đầy sức nặng về chiều sâu tâm lý nhân vật. Năm nay, nữ nghệ sĩ gạo cội tiếp tục có màn hóa thân ấn tượng khi bắt tiếng với bộ phim truyền hình dài tập của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân là một trong những diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt. Bà đã có hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, tên tuổi gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như Tấm Cám, Sương Rồng Đen, Người Tìm Vàng, Mùi Ngò Gai. Trên màn ảnh, Kim Xuân thường hóa thân thành những người mẹ tảo tần hay những người phụ nữ đầy sức nặng nội tâm. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân cũng được công chúng ngưỡng mộ bởi có một cuộc sống gia đình bình dị hạnh phúc bên ông xã. Năm 2023, tái xuất với vai Lệ trong phim Nhà Mình Lạ Lắm. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân lặn lội ra Hà Nội, đóng phim dài ngày. Nữ nghệ sĩ vào vai một nhân vật có tài năng nấu nướng, vui tính, điệu đà, nhưng không ngại xù lông để bảo vệ gia đình. Một hình tượng có phần mới mẻ và to tiếng nhất so với các vai diễn nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân từng thể hiện. Quý vị khán giả thân mến, trong làng điện ảnh Việt Nam có những cái tên nhắc đến thôi là đã gắn liền với rất nhiều những cái vai diễn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ vô cùng đặc biệt, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Xin chào chị ạ. Chào bạn. Vâng, chị Kim Xuân thân mến, tôi được biết là trong thời gian vừa qua thì bộ phim Nhà Mình Lạ Lắm là một trong số những tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ mà chị tham gia. Chị có thể bật mí một chút không? Lý do tại sao mình lại bén duyên với bộ phim này và quyết định tham gia dự án lần này ạ? Thật sự thì phải nói là tôi đã được làm quen với nhà sản xuất trước, và khi nhà sản xuất gửi cái kịch bản qua đọc là tôi bị mê. Tôi mê xong rồi tôi lại nghe về Vũ là một đạo diễn điện ảnh từ trước giờ là Vũ chuyên làm phim điện ảnh. Thế thì khi qua cái series phim truyền hình này, tôi lại nghĩ mình đã xem rất nhiều những phim của những đạo diễn rất là nổi tiếng của nước ngoài, nhưng mà khi họ qua truyền hình, họ lại thổi một cái làn gió mới chặt chẽ về khung hình, xúc tích về ý tứ, và đặc biệt là nó không bị nói lan man, những câu từ trong đây rất là đắt. Và đó là một lý do mà khi tôi làm việc với Đinh Tuấn Vũ và tôi thích cái cảm giác đó. Thường được biết với những vai diễn về những người mẹ, những người phụ nữ tần tảo và có cái yếu tố nội tâm sâu sắc, vậy thì đến với bộ phim lần này của Đinh Tuấn Vũ, nghệ sĩ Kim Xuân sẽ hóa thân nhân vật như thế nào ạ? Ban đầu tôi nghĩ là mình ra mình sẽ chơi với cái phim vai này, tại vì mình thấy vai một người đàn bà lam lũ thì mình cũng đã từng đóng nhiều rồi, nhưng mà người đàn bà lam lũ này trong tích tắc sẽ biến thành một người phụ nữ quyền quý, mà tất cả cái mục đích tối cao từ đầu bà đặt ra là tiền. Để bà có tiền, bà mở một cái quán đá me nó lớn hơn, để bà có tiền để cho cuộc sống bà dễ thở hơn. Nhưng mà cũng trong cái câu chuyện mà bà tưởng là chỉ xoay quanh vấn đề vật chất không, thì nó nảy sinh những cái tình cảm mà mỗi nhân vật ở đây họ thiếu. Và khi kết phim thì trái tim của mọi người hầu như đều ấm lại. Cái đó là cái điều mà tôi thích trong câu chuyện này. Thật ra thì bộ phim về đề tài gia đình thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì làm sao để tạo sức hút thì nó lại là một câu chuyện rất là khó. Đúng. Vậy thì với bộ phim này đi ạ, cái sức hút của nó mà nghệ sĩ Kim Xuân đánh giá cao nhất ở đây là gì? Nó nhiều thứ lắm. Diễn viên là tôi bất ngờ vì ai cũng hợp vai một cách cực kỳ. Mà cái người mà tôi ngạc nhiên, mà tôi quen nhất là bé. Bé đóng vai Thanh Mỹ. Tôi thích thú lắm. Rồi cái người thứ hai mà tôi ngỡ ngàng á, vì là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đóng vai hài là Trung Anh. Và còn cái tất nhiên câu chuyện nữa rồi, tất nhiên là câu chuyện. Và cái thú vị là chúng tôi phối hợp với nhau ăn ý đến mức mà tôi nghĩ chắc không có ý kiến thứ hai nào được chứ. Cái đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy thú vị lắm. Tôi thấy, ôi, ông ngoại là phải là Trung Anh nè. Trời ông bố phải là một cái ông tù tù như ông Tuấn Tú nè. Rồi một cái cô đầu hát rất đẹp, và đầu tiên người ta tưởng cô chẳng trẻ, nhưng mà đẹp, nhìn của mình cảnh góc nào cũng đẹp, là Lưu Huyền Trang nè. Rồi một cái cô bóng dễ thương, bày đại diện cho trẻ hiện đại, rồi đặc biệt là Tuấn Đạt nữa. Rồi bé Nhã Uyên, Samuel An và Hương Giai, đồ hầu như là các bạn vào vai nó hợp, nó phù hợp đến mức mà tôi nói ôi, bà
đạo diễn hay quá, nhà sản xuất hay quá, trao vai đến tận những người mà phù hợp nhất. Tôi nghĩ khán giả sẽ rất là yêu cái phim này. Vâng, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân có thể nói là rất quen thuộc đối với các dự án phim điện ảnh cũng như là dự án phim truyền hình tại miền Nam. Tuy nhiên, để thực hiện dự án phim Nhà Mình Lạ Lắm của Đinh Tuấn Vũ, tôi được biết là đoàn làm phim thì quay hoàn toàn trực tiếp là tại miền Bắc với một nghệ sĩ miền Nam, và một cái cuộc hành trình khá là dài hơi tại miền Bắc thì có mang tới nhiều khó khăn đối với nghệ sĩ Kim Xuân hay không? Từ sau cái phim Hạnh Phúc Máu đó, cái phim điện ảnh mà mọi người đã nói là hầu như là tôi bỏ hết 100% công lực vào cái bộ phim điện ảnh đó, đó thì không phải là từ bộ phim đó đâu, mà trước đó là tôi đã quan niệm như vậy đó. Ở cái tuổi của tôi là tôi sẽ chọn vai tôi thích, chứ không tôi không có chạy theo vai nữa. Và khi rõ ràng là đây là một cái vai tôi thích, và tôi nói là tôi sẽ ra Hà Nội hơn một tháng, gia đình tôi có hơi sững sờ, nhưng mà gia đình im lặng, tại vì gia đình biết là tôi quyết định thì nó phải là một cái gì đó lay động trái tim tôi, khiến tôi đi như vậy. Với khán giả thì vẫn có những cái quan điểm đó là sự khác biệt giữa làm phim của miền Bắc và phim của miền Nam. Vậy thì đối với chị Kim Xuân, sự khác biệt đó là gì? Và điều này thì có ảnh hưởng nhiều đến những người diễn viên tham gia vào các dự án tại hai miền không ạ? Không biết người khác thì sao nha. Ban đầu thì có hơi lạ một chút vì những cái chữ đó. Ví dụ như tôi nói, em giỡn hả Bưởi? Cái chữ Bưởi đó không phải là một nhân vật. Cái Bưởi là một cái nhân vật kiểu như là đừng có giỡn mặt với tao nha, đây là đằng cô nè, đằng chị nè, xử mày một cái đẹp liền đó. Cái chữ mà cái nói chuyện của người mà họ buôn bán gánh của mình, thì mình nghĩ là ở ngoài này các bạn sẽ sử dụng những cái từ của các bạn mà mình nghe mình sẽ không rõ. Nhưng mà sao tôi thấy không, cái diễn xuất của diễn viên nó sẽ lướt qua tất cả những cái đó. Nó lướt qua tất cả những cái đó, và tôi nghe xong tôi thấy ôi sao duyên quá hả. Và các bạn nghe tôi, các bạn cũng thấy ôi sao cô Xuân đóng vai này chịu chơi vậy ta. Hứa Hẹn là bộ phim rất đặc biệt đúng không ạ? Rất là đặc biệt. Khán giả sẽ xem và khán giả sẽ nhìn thấy vì sao mà có một lần Vũ đứng, đạo diễn đứng nói tôi là cái hạnh phúc nhất của đạo diễn là những nhân vật đó trên giấy, trong tưởng tượng, và bây giờ nó hình thành ngoài đời, nó đúng y như cái ý của mình tưởng tượng. Rồi cái người đạo diễn mà họ nói cái câu đó là hạnh phúc lắm. Vâng, với 40 năm diễn xuất, có thể nói là bắt đầu từ những cái bộ phim truyền hình và đạt tới cái danh hiệu là nghệ sĩ nhân dân cùng rất là nhiều những cái thành công khác nữa, thì có rất nhiều người nhận định rằng ở thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Kim Xuân là một người rất là thành công cả về sự nghiệp lẫn gia đình. Chị nghĩ sao về nhận định này? Không, tôi thì tôi sẽ không nói cái kết quả là mình đang viên mãn hoặc là đang này. Tôi nói là tôi có một niềm đam mê, giống như cái người bác sĩ thì người ta cứu người là nhiệm vụ quan trọng. Cái người nhà báo là viết một bài viết hay về thời sự hoặc là một tác phẩm mà nó đúng nghĩa. Đó là cái niềm đam mê. Như tôi là diễn viên, tôi có một cái niềm đam mê về diễn xuất. Rõ ràng mỗi lần mà tôi diễn xuất một cái vai nào mà tôi cảm thấy đã, cảm thấy thích, tôi hạnh phúc. Thế thì mình sẽ không nói về tuổi tác ở đây được nữa, mà nói rằng cái công việc mà tôi đã chọn từ lúc tôi đôi mươi cho đến bây giờ. Và cảm ơn khán giả yêu thương của tôi, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một cái công việc. Cứ mỗi lần làm xong tôi biết là tôi đang cống hiến, và cái cống hiến này của tôi sẽ được khán giả thích, và cái vai diễn của tôi lần này cũng sẽ được thuyết phục được khán giả. Có lẽ là bên cạnh cái việc mà mình đang nghe yêu nghề thì mình cũng cần có những cái chỗ dựa và những cái động lực để mình có thể tiếp bước đúng không ạ? Và chắc chắn là gia đình của chị Xuân với người chồng cũng rất là tâm lý nữa, thì có lẽ là cũng là một cái điều mà khiến cho chị có thể luôn luôn thành công hơn trong sự nghiệp chứ không ạ? Cho đến tuổi này mà mỗi khi tôi đi diễn sân khấu, ông xã tôi rất là lo là vì thấy là diễn khuya quá. Nhưng mà ông biết là tôi mê nên ông không cản tôi được. Và khi tôi đã nhận cái vai hay là ông biết thời gian đó, ông muốn nói gì nói là tôi không có tồn tại ở trong gia đình. Tôi rất cảm ơn cái người đã đồng cam cộng khổ, đã chia sẻ với tôi. Và mỗi lần mà đi coi một cái vai diễn của tôi công chiếu ra khán giả, tôi thấy đôi mắt của ông rất là hạnh phúc. Thì ông biết là người chung nhà với mình, vợ của mình đang làm một cái công việc mà cô ấy thích, cô ấy mê, cô ấy tỏa nhiệt.
Dạ vâng. Thì có lẽ là như vậy là cũng đủ hả? Dạ. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Rất là cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Kim Xuân ngày hôm nay. Hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều hơn cái sự thành công và chúng ta sẽ luôn luôn nhìn thấy một diễn viên Kim Xuân đầy sức sống và nhiệt huyết đam mê với nghề như hiện tại ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ vâng. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.